Chào cả nhà, ơi, hôm nay là đại gia đình mình đi chơi cả nhà. Đại gia đình đây là gia đình chị Cá Thì nè, gia chị Đồng, chị chồng mình cả nhà, với lại gia đình mình đó, cái con dâu con rể của chị Cá Thì đi nữa, cái là nguyên đại gia đình đi chơi luôn cả nhà ơi. Hôm nay thì bay qua gọi là gì ha, Cabo San Lucas cả nhà, là bên Mexico á, chơi á, chắc 3 năm trước á, Nhung Hà có đi rồi. Trời ơi, tội nghiệp em Chích Cà chưa. Trời, gia đình Nhung Hà đi cả tuần lận á, nên là chị Chích Cà có bác hàng xóm xuống cho ăn nha. À, nhớ ngoan nghe chưa, bác hàng xóm xuống cho cưng ăn á, nghe chưa, tuần nữa chị về nghe không, biết chưa, nhớ ngoan nghe không. Ồ, dạ kìa, ghê không. trả lời treo chẻo luôn thì dạ. Ghê thiệt chứ. Ở cái hành trình bay qua bển như thế nào thì Nhung Hà sẽ quay với cả nhà xem, đi chơi cùng gia đình Nhung Hà nhé cả nhà, đi du lịch qua màn ảnh nhỏ cùng với mình nhé cả nhà. Let's go. Tới chỗ gửi xe nhà ơi, bây giờ lấy đồ đi lên xe buýt người ta chở tới sân bay đó. Buồn ngủ rồi nhà ơi, dậy sớm quá giờ còn buồn ngủ. Lạnh quá. Nam mà lớn rồi á, bác thạc. Kêu nó mặc áo vô nó không chịu mặc cả nhà ơi, nó nói khổ thiệt chứ. Ngáp, ai cũng ngáp hết. Rồi lên xe buýt cả nhà ơi, tới sân bay, cái chỗ mà gửi xe họ chở mình đi. Vô sân bay làm thủ tục, chắc gửi cái thùng này trên máy bay, còn hai cha con bác thạc lên quá, đi vô gửi hành lý trước. Sân bay hôm nay đông nhờ, quá chừng đông luôn. Thôi đi vô xếp hàng rồi nhà ơi, vô trong phòng đợi rồi nhà ơi. Mời cả nhà ăn cùng với Nhung Hà. Đây, rủ con trai con xã không ai ăn nên là thôi giờ mình ăn đây. Cả nhà, mời cả nhà ăn cùng mình nha. Rồi quên lấy muỗng rồi nhà. Mời cả nhà nhé. Đây, mời cả nhà. Ui ngon không con, ăn này cẩm giòn lắm. Có cả là lấy mũ nhờ, quên lấy mũ không, tha cảo cả nhà, ông xã lấy dùng cái mũ hết thank you em. Anh đi lấy cả cái nĩa dùng nha, hồi nãy họ cho rồi á mà Nhung Hà làm rớt. Thá cảo ngon. Đợi chị Cát Thì rồi nhà ơi, chị Cát Thì với lại con dâu á, với lại mấy đứa cháu nữa chưa tới, gia đình mình biết trước. Ê, rất là good này. Hả? Rồi 2 tiếng nữa rồi nha. Từ sợ đi trễ đó, cái đi sớm. Gà ướp ngon kìa. Cho bịch nước tương nữa. Xong rồi bay 6 tiếng nữa, 6 tiếng sẽ đi qua bên nước Mexico xinh đẹp. Mình quay về nhà xem, nó biển đẹp lắm. Con trai mà đi lần đầu. Nhung Hà đi lần này là lần thứ hai. 3 năm trước mình đi lần. Bay này á, cái xe đổ nhanh dữ lắm, rất là mình
luôn. Nước có cà nha. Xà đang ăn bánh mì. Trong Hà thì đôi mũi bắt đầu lạnh rồi nha. Trai nó chỉ uống nước thôi chứ nó không chịu ăn. Nó kêu mẹ con để bụng đói rồi. Tới Mexico con ăn sushi thiệt là ngon. Thì bên đó có sushi ngon nha. Nên là dạng để bụng đói qua bữa năm thì không nổi thiệt chứ. Đủ ăn không chịu ăn. Năn nỉ nó ăn đi, ăn chút đi, lên máy bay cho khỏe mà không chịu. Nó để bụng ăn sushi. Còn xạ thì với mình thì chịu không nổi, nó chắc phải ăn xíu. Còn 6 tiếng sau mới tới. Đang đợi chị chồng. Nó chừng nào chắc cả tiếng nữa chị mới tới vậy nha. Giờ chồng mình tới trước tới 2-3 tiếng mà nên hơi sớm nè. Mình tranh thủ mình đang làm video. Đó, đem máy theo, ôi trời mạng đầy tải xíu, chắc lên nữa rồi đó, để mình tải cái khác nữa. Ngồi sai chỗ cả nhà ơi, anh Đông Cảnh anh chạy qua anh kêu. Đây, anh trai chị Cá Thị á nha. No thanks. Ý được. Trời ơi, hai người đi trốn uống bia ta ơi. Ca 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 ca. Báo you. Gia đình chị Ca thì xếp hàng trước. Tới phiên Nhung Hạ. Nào quýnh đỡ. Cả nhà dành nhau ngồi để có cái kính nhìn ra ngoài. Ai cũng dành hết trơn buồn cửa. Đi chơi cả nhà ơi. Lên máy bay thôi. Hai cha con, hai cái bác phạt. À, đây. Trời ơi, là gia đình của chị Cá Thị. Đây chị Cá Thị ngồi bán đây nè cả nhà ơi. Đó. Gia đình Nhung Hà đã ngồi. Dễ, xã đang dặn dò con trai. Chuẩn bị cất cánh nhà, nhà ơi, hôm nay Nhung Hà ngồi mé ngoài không bay ngay cửa sổ rồi nhà. Con trai nó dành ngồi cửa sổ rồi. Chuẩn bị bay. Lúc nào trên máy bay cũng uống cái này hồi xỉn nè. Ông xã là uống rượu, Nhung Hà uống coca. Mấy cái nhà uống nước. Vô. Phê vô. Coke Zero? Yeah.
được mặt quá. Đang đợi nè. Nhìn đoàn người đi mình lại nhớ hồi đó mới đi qua Mỹ cũng đi theo đoàn vậy nè cả nhà. Đó, bây giờ đi chơi cứ lại nhớ hồi mới đi xa nhà, cái cảm giác nó lại gợi về. Rồi xong cả nhà ơi. Đó. Bây giờ đi lấy hành lý cả nhà ơi. Đứng rộng cả nhà ơi. Cổng số 4 là mình lấy hành lý cả nhà ơi. Nè. Hai cha con lúc nào cũng đi trước á. Thì thà thì thầm nguyên một chuyến bay luôn vậy. Where khác thì ấy. Already. Ok cả nhà ơi, lấy được hành lý rồi, bây giờ đi ra ngoài. Hội tụ với lại chị Cathy. Thôi bây giờ mọi người lên xe buýt về hotel cả nhà ơi. Vui quá à, hôm nay năm nay đi chơi cùng đại gia đình luôn, vui ơi là vui. Ê cả nhà xem bên ngoài nè cả nhà. Giống như tiểu bang Arizona ghê á. Ê sân bay. Oh, mấy kia là khách sạn nữa cả nhà ơi. Xe sẽ đi tới qua mé đó, khách sạn là họ xây gần biển không à, giống như Vũng Tàu vậy đó nha. Đây hải sản rất là tươi ngon, chuẩn bị đi câu cá à nha ơi. There we go, đây là khách sạn. Tới khách sạn cả nhà ơi. Một màu hồng nhạt. Gia đình Nhung Hà ở khách sạn này nè cả nhà ơi. Một cây thông trà bá lửa. Wow, đã chưa cả nhà ơi, có kìa. Trời ơi, Nam khoái nhất hồ bơi bên kia kìa. Đó, trời ơi, quá đã luôn. Cá nè, cá kìa, cá koi nè. Đó, chim đồng mà nó hót quá trời luôn. Mọi người đang ở bể bơi nhà ơi. Đó, Nam khoái bể bơi lắm. Khách sạn giống vậy đó, lát là mình lên mình quay phòng cho cả nhà xem. Nhung Hà đã tới Cabo rồi đây cả nhà ơi. Quá tuyệt đẹp luôn. Đó.
bây giờ đi lên nhận phòng, mình quay phòng cho cả nhà xem nha. Chị Cathy đang ngắm mấy con cá. Are you gonna in the swimming pool? Cathy, swimming pool. Yeah. Tôi nhận phòng rồi nha ơi. Đi vô xem phòng. Đây là phòng của Nam ở đây, hai chồng mình ở đây đó. Ui trời, đuối quá. À, cái này là bồn tắm nè, rồi chỗ rửa mặt bên đây đó. Ta có cảnh biển không? Ta coi có cảnh biển ngắm. À, ui trời, có microwave nữa nhà ơi. Rồi có chỗ nấu hâm điện nữa, chú cha, cà phê nữa nè. Ờ, vậy là mình muốn nấu cũng được luôn á, nhưng mà không có nồi nấu thôi. Chỉ hâm đồ là ăn lại nóng thì ok. Có bàn nữa. This is better room than last time. Cái ghế bự. Yeah, more room. Này giống như là hộ gia đình luôn á. Rồi đi ra ngoài đây nè, ú chà, ngắm hồ bơi dưới đây à nhà ơi. Úi dồi ôi, cơ cơ. Đã chưa à nhà. Chà, vui quá. Đó. Này lầu 2 kìa nhà. Nên là ngắm bé biển ngoài kia kìa, đó. Đẹp hết cả nhà ơi. Đó. Là Nam mà khoái lắm, Nam là khoái ra hồ bơi lắm. Mọi người vui chưa? Hồ bơi đi ra ngắm biển cả nhà ơi. Đó, ngày mốt là mình đi câu cá nha cả nhà ơi, ra khơi câu cá nha. Mình mê câu cá lắm. Tới đây là mình phải câu cá mình mới chịu. Trời ơi, hai cái thuyền bự dữ. Cái thuyền này chắc chở khách vô đây nè. Đẹp. Giống Vũng Tàu chưa? Tới đây là mình có nhớ Vũng Tàu rồi nhà ơi, giống như trang Vũng Tàu vậy đó. Đẹp không? Pina cà lá đà cả nhà ơi. Yo. Oh my god. Cái gì vậy? Uống hồi xỉn này giống ở Thái Lan á. Con Hà uống 3 ly này luôn cả nhà, xỉn luôn á. Ngắm biển. Bath for bikini. That one. Yeah. You can get one of those. Yeah. Put bikini on, you just throw that over. Okay. Ngày mai rủ Dung Hà đi tắm hồ bơi mặc bikini rồi nha. Mọi người là vẫn còn trên phòng chứ hai chồng là xuống dưới đây uống bia uống rượu rồi nhà ơi. Ông xã là Margarita vô, ông xã ơi vô. Mà đã nhà ơi. Look at that pelican there. Look at the nose on it. Wow. But he'll dive, watch you look and he'll dive right into the water. And he'll get fish. Wow. Woo. Ủa không có cá hả? Tự nó bắt được. Oh, oh yeah, she got some fish. He got one. Yeah. Hồi bữa là mình còn thấy là mấy con gì ha? Mấy con cá đuối nó nhảy nó kìa. Hồi đó là Nhung Hà tút mì mù khơi mấy bên kia, khách sạn mấy bên kia. Khách sạn này là gần chỗ đi ra câu cá. Chìm nó bắt cá. Well, that's good. See, I'm wondering where Port Bikini is. Tàu đến rồi tàu đi rồi nhà ơi. When you went fishing, did you go out of the harbor up here? Yeah, oh yeah. And did you get a seal that rode back with you into the harbor? Đẹp quá. The no. Seals climb on the back of the fishing boats. Really? Yeah. Because, and they're just, watch how vicious about wanting fish. Oh, I bet. Yeah. Hola. Hola. Yes, salad. She's a salad, thank you. And a crab cake. I don't know who that is. Octopus. Octopus, yeah? Yeah. What? Thank you.
really this place. Okay. Did you read that? What is that? Did you have nothing? I just got ice cream. Huh? I just got banana ice cream. Oh, ice cream. Buổi tối hai mẹ con mình đó đi ăn sushi kìa nhà ơi. Hồi nãy ăn mấy anh kia thì nói chung cũng ngon, nhưng mà mẹ con mình vẫn thích ăn sushi nên là ghé chỗ này ăn sushi nha. Đây mỗi người có cái này nè, là gọi như là trả tiền trước đó, tất cả đồ ăn và đồ uống ở đây cả nhà. Đại gia đình mình hết gần 2.000 đô tiền phòng với tiền đồ ăn luôn trong vòng 5-6 ngày gì đó, hết 2.000 mấy đô. Rồi ưng ăn cái gì thì gọi vậy đó anh nha. Đó, thoải mái luôn, miễn có này nè. Đó. Còn một số món nó như đặc biệt giống như tôm hùm, tôm đồ thì mình phải trả tiền thêm bao nhiêu phần trăm đó, kiểu vậy anh nha. Thì mẹ con mình đang đợi sushi nữa anh nha. Ăn sushi xong nữa là kết thúc ngày hôm nay là đi ngủ anh nha ơi. Về đêm ở đây mình quay ở nhà xem đó, nhà hàng sushi. Bên đây một cái bar nè. Đó. Tối thì không quay được rõ nhưng quay mé mé ra gà xem đấy ha. Bên đây một cái nữa nè. Đó nhà hàng. Cái thuyền bự bự á, họ đốt pháo bông. Kệ ha. Tối rồi nên quay không được rõ lắm, phải kể rồi nhà ơi. Sushi, mình làm đổ nước tương á. Đây là sushi của Nam. Tối thui không thấy gì hết trơn. Đó. Cả nhà ơi, ăn lo quá chịu hết rồi. Tại vì là ông xã đã tiền trước đồ ăn á, ưng ăn gì ăn, cái hai mẹ con á, mê ăn quá chừng gọi quá chừng ăn, nói chung là nó no dữ lắm rồi nha. Kết thúc ngày hôm nay, cái ngày mai á có gì Nhung Hà sẽ quay tiếp, có hành trình gì á mình sẽ quay tiếp ngày mai cho cả nhà xem cho vui cùng với Nhung Hà nha cả nhà. Đi du lịch qua màn nhỏ cùng với Nhung Hà nha. Cái miệng ăn là ăn kem nè, dính nè, còn nè. Well, bye bye cả nhà, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ Nhung Hà vậy nhé cả nhà. Bye bye cả nhà nha.